Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu và muốn mua cho mình một chiếc gimbal để quay video clip hoặc là sử dụng cho công việc của mình, thì nhiều bạn thắc mắc rằng chiếc gimbal nào ở phân khúc tầm trung có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mình. Thì so với mình thì mình cảm thấy là chiếc Small Four là chiếc gimbal có với tầm giá là 1.990.000 với giá hiện tại, thì chiếc Small Four này là chiếc gimbal đáng giá để mua nhất. Thì hôm nay mình sẽ mở cái hộp ra cho các bạn xem là trong chiếc Small Four này có những cái gì và tại sao thì nó lại đáng giá là để mua so với cái phân khúc tầm trung. Thì trên cái vỏ hộp thì chúng ta sẽ có những cái thông tin cơ bản là chiếc Small Four này, bên trong cái hộp giấy này sẽ có một cái hộp bằng mút để đựng những cái để đựng cái chiếc gimbal. Thì bên trong còn có là chiếc cáp sạc, một cái chân đế và một cái nai cầm chống rung. Thì chiếc Small Four này sẽ có hai màu là màu trắng và màu đen. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái hộp này ra cho các bạn xem bên trong là có những cái gì. Bây giờ mình sẽ bóc cái lớp nhựa. Đây là bên trong chiếc hộp của chúng ta. Thì bên trong chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Small Four được đặt trong một chiếc hộp bằng mút rất là cứng cáp, nhìn rất là đẹp các bạn. Đây mình mở hộp ra. Đây là bên trong của chiếc hộp, thì mình có một cáp sạc, một cái đế và chân, và đây là chiếc tay cầm. Cái tay cầm cái chiếc Small Four này được làm bằng nhựa nhưng mà khá là nặng nha các bạn, rất là nặng tay luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp